Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh youtube của Hoàng Mạnh Audio Sài Gòn Trong video clip ngày hôm nay, bên em lại tiếp tục lên sóng với tất cả bác Một số con lọc nguồn của hãng sở áp chơ của Thụy Sĩ mà bên em vừa mới về thêm nhé Rồi, thì bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết những con lọc nguồn này nhé Như các bác cũng đã biết, lọc nguồn đối với dàn âm thanh Cũng như là đối với những thiết bị uh, gia dụng của chúng ta Nó đóng một vai trò rất là quan trọng nhé Đây là con lọc của hãng sở áp chơ này con này có mức tải là 30A Tương đương với 6600W Một mức tải rất là lớn nhé Cắt nổ đấu nối của những con lọc nguồn này thì cực kỳ là dễ thôi Line là mình đấu đi vào Load là mình đấu đi ra Tương ứng với chậu 3 chân là các bác đấu đi vào 2 chân là mình đấu đi ra nhé Thì con lọc nguồn này nó sẽ không có phân biệt cực âm và cực dương Nên các bác đấu cực nào âm cũng được Cực nào dương cũng được Còn cọc bên này là cọc te Tức là cọc mát nhé thì đối với lọc nguồn các bác mua một cái hộp nhựa các bác bỏ vào thì nó sẽ an toàn hơn cũng như là nó sẽ cho một độ thẩm mỹ được đẹp hơn tốt hơn hoặc con lọc nguồn này thì nó thiết kế rất là nhỏ gọn nên các bác cũng có thể bỏ trong những con biến áp cắt ly những con quản lý nguồn cực kỳ là tốt nhá Tại vì thường thường những con quản lý nguồn và những con biến áp cắt ly người ta sẽ không sử dụng những con lọc nguồn như thế này đó, thì các bác lựa chọn những con này Nó vừa quản lý, nó vừa lọc sạch dòng điện của chúng ta Rất là an toàn Cũng như là cho một chất âm Rất là trong trẻo, rất là sạch sẽ nhé Và con lọc nguồn này thì uh, giá bên em phân phối cho tất cả bác Chỉ có 400 400 ngàn nhé 400 ngàn Giá bên em đã bao ship Các bác nhận hàng kiểm tra ok Đúng hàng Chuẩn nhà em quảng cáo rồi mới thanh toán nhé Thì uh, lần này em về được uh, những con này thì rất là đẹp Con nào cũng như vậy Đây, con nào cũng đẹp như vậy nha bác Đó Con lọc của Thụy Sĩ nhé Mức tải là 30A Giờ thì uh, bác nào có nhu cầu Rất vui lòng uh, alo cho em nhé Và số điện thoại zalo duy nhất của em Là 0969 569 157 nhé Zalo là 0962 182 145. Rồi, em xin kết thúc video ở đây. Chào các bác, hẹn các bác ở các video tiếp theo. Xin chào.